Ngày 9 tháng 10, phóng viên báo Nghệ An có mặt tại một điểm chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Tuyệt nhiên không có người nào trực chốt. Đến 2 giờ chiều mới có 2 người đến làm nhiệm vụ tại điểm chốt này. Tuy nhiên, tại điểm chốt này lại ba không, không vôi bột, không hóa chất và không có bình phun. Tại khu vực tiêu hủy lợn nhiễm dịch của xã Nam Anh, do sau khi có mưa nên nước lệch bềnh, quan sát cho thấy có một xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên hố tiêu hủy lợn. Sự chủ quan, lơ là với dịch tả lợn châu Phi là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch lây lan nhanh chóng. Theo thống kê, huyện Nam Đàn đang có 12 xã xảy ra dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Số lợn bị nhiễm dịch buộc phải tiêu hủy là 3.802 con, tổng trọng lượng là 184 tấn. Trong khi đó, tại thị xã Cửa Lò, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có người đào trộm lợn nhiễm dịch tả đã bị tiêu hủy khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Công an thị xã Cửa Lò đã điều tra làm rõ đây là thông tin thất thiệt. Các khu vực tiêu hủy lợn tại phường Nghi Hương không có dấu hiệu bị đào xới như mạng xã hội đưa tin. Người tung tin là một phụ nữ trú tại khối Hiếu Hàm, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Công an đã triệu tập người này để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Tại trụ sở công an thì chủ tài khoản này đã thừa nhận cái hành vi mình đăng tải trên Facebook vào ngày 7 tháng 10 năm 2019 là mình tự khịa ra, không dựa trên cái cơ sở nào ở trên địa bàn, và cái thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật. Và hiện tại cơ quan công an thị xã Cửa Lò đang tiếp tục thu thập tất cả các tài liệu liên quan, củng cố để xử lý theo quy định của pháp luật.